Tại thành phố Bakista của Liban có một công trình độc đáo mang tên Ngôi nhà của sự sống. Đây là nơi sinh sống của kiến trúc sư Nisa Haddad, một người có đam mê với phong cách xây dựng thân thiện với môi trường. Những thiết kế của ông luôn đặt mục tiêu bảo vệ môi trường sống lên hàng đầu, và công trình này là nơi phản ánh rõ nhất phong cách sống của ông. Không chỉ lên ý tưởng và thiết kế, mà Nisa Haddad còn tự tay tạo nên tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này. Mất 4 năm để ông Haddad hoàn thành công trình này. Trong đó, những bức tường gạch thô là điều mà ông tự hào nhất. Theo kiến trúc sư Nisa Haddad, xu hướng xây dựng các công trình nhà ở hiện nay đang gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường sống. Một vấn đề tồn tại hiện nay đó là các công trình kiến trúc thường gây ô nhiễm rất nhiều. Toàn bộ quá trình xây dựng không thân thiện với môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước và không khí. Các công trình hiện nay cũng không hiệu quả. Con người không thể sống thiếu các thiết bị sưởi ấm và làm mát. Chúng ta trở nên phụ thuộc vào các thiết bị này. Với ông Haddad, một ngôi nhà không chỉ cần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của mọi người, mà còn cần phải gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà của sự sống do ông Haddad thiết kế được tạo ra từ các bức tường gạch bùn tự nhiên, tích hợp các chai thủy tinh tái chế, giúp không gian luôn thông thoáng và tràn đầy ánh sáng. Kiến trúc này có thể được áp dụng cho các căn hộ thông thường. Vì sao đây lại là thiết kế tối ưu? Thứ nhất, chi phí để xây dựng một bức tường này rất thấp vì nó được tạo ra hoàn toàn từ bùn. Bên cạnh đó, các chai thủy tinh cũng được tái chế. Tôi thu thập chúng từ các nhà hàng. Nếu như sử dụng gạch thủy tinh, bạn sẽ phải trả chi phí lớn hơn rất nhiều. Thiết kế này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn thân thiện với môi trường. Ngôi nhà của ông Haddad có một căn phòng kính đặc biệt. Kiến trúc sư này cho biết, căn phòng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc làm mát và sưởi ấm cho ngôi nhà, mà còn là nơi ông có thể trồng các loại trái cây nhiệt đới quanh năm nhờ vào nhiệt độ ấm áp tại đây. Điểm đặc biệt hơn cả là Haddad không cần nguồn cung cấp điện và nước từ bên ngoài, vì ngôi nhà được trang bị hệ thống thu gom nước mưa và các tấm pin năng lượng mặt trời mái nhà để đảm bảo điện năng. Kiến trúc sư này hy vọng có thể lan tỏa phong cách thiết kế xanh cùng với lối sống bền vững đến với nhiều người trên toàn thế giới. Trong khi đó, làn sóng chuyển đổi xanh cũng đang lan tỏa tới Kenya. Thoạt nhìn chiếc xe mà anh Kevin Macharia cầm lái trông không quá khác biệt so với một chiếc xe máy thông thường. Tuy nhiên, thực chất đây là một chiếc xe máy điện, không sử dụng xăng dầu mà vận hành bằng pin. Chiếc xe máy này thân thiện với môi trường hơn và trên thực tế chi phí vận hành cũng rẻ hơn. Tôi lựa chọn chiếc xe này vì không cần bảo dưỡng nhiều như xe máy thông thường. Với một chiếc xe máy bình thường, mỗi ngày mất từ 700 đến 800 shilling để đổ xăng. Nhưng đối với chiếc xe máy này, tôi chỉ cần thay pin mà thôi. Một hộp pin có giá 300 shilling, một ngày phải thay 2 hộp chỉ tốn 600 shilling. Quá trình xanh hóa phương tiện giao thông tại Kenya được tiếp sức với sự bùng nổ của các cửa hàng cung cấp phụ tùng thay thế cho xe chạy điện. Tại các cửa hàng này, người sử dụng xe điện có thể đổi pin đã sử dụng hết để lấy các hộp pin được sạc đầy đủ với chi phí phải chăng. Hệ thống các cửa hàng đổi pin cho xe điện không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, vốn là yếu tố vô cùng cần thiết đối với hơn 1 triệu người sử dụng xe máy tại Kenya. Trong đó có nhiều người kiếm sống nhờ nghề vận tải mà còn giúp tiết kiệm chi phí. Đây được coi là một cuộc cách mạng đối với lĩnh vực giao thông vận tải tại Kenya, nơi mà xe máy chạy bằng xăng vốn được coi là phương tiện phổ biến nhất đối với mọi người dân, nhưng lại gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.